sáng ngày 30 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 12 tháng 7 năm canh tí, tại trường hạ Chùa Huệ Chiếu, tọa lạc tổ 3 phường Ngô Mây, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum, đã long trọng tổ chức lễ tạ pháp an cư Phật lịch 2564 dương lịch 2020. Thiền chủ đương vi chứng minh sư cho buổi tác pháp giải chế an cư có Hòa Thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum, Thiền chủ Trường Hạ, Chùa Huệ Chiếu, cùng Chư Tôn Đức các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự, Chư Tôn Đức Ban chức sự Đạo tràng An cư Kết Hạ, Chư Tôn Đức Tăng Ni Hành giả An cư tại Trường Hạ và Đông đảo Quý Thiện Nam Tín Nữ Phật tử đồng tham dự. Thay mặt Hạ Trường, Đại Đức Thích Nhuận Thiện đã báo cáo tổng kết sơ bộ về công tác tổ chức khóa an cư năm nay. Trong suốt 3 tháng kết hạ, cấm túc an cư, các hành giả tại trường hạ Chùa Huệ Chiếu luôn tuân thủ thời khóa công phu, hành trì tụng kinh, sám hối, niệm Phật, đảm bảo đúng theo chương trình học tập của Ban chức sự trường hạ, chấp hành nghiêm túc giới đức cá nhân và nội quy của trường hạ, ý thức đoàn kết cao. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã tiến hành nghi thức bạch Phật sám hối, đối thú tự tứ, hồi trung bản và hồi hướng. Sau đó, Ban Tổ chức Trường Hạ cũng đã trao 6 phần tưởng xuất sắc cho các hành giả đã có thành tích tốt trong mùa an cư năm nay. Đại Đức Thích Nhuận Vinh đại diện Chư Tôn Đức hành giả an cư dâng lời cảm niệm, khánh tuế ân sư và Phật tử trợ duyên tín tâm cúng dường mùa an cư. Đúc kết buổi lễ, Hòa Thượng Thiên Chủ Trường Hạ đánh giá cao về ý thức tu học và chấp hành giới luật, thanh quy của các hành giả, tán thán công đức ban chức sự đạo tràng an cư, quý Phật tử đã hết lòng phụng sự các hành giả trong 3 tháng an cư được diễn ra tốt đẹp, chúc chư tôn đức hành giả thêm tuổi hạ với nhiều thành tựu Phật sự mới, giữ gìn phẩm hạnh và sống tuân theo hiến chương của giáo hội cũng như chính sách tôn giáo của đảng, nhà nước quy định. Hòa thượng sách tấn quý hành giả trên tinh thần lục hòa cộng trụ. Mong rằng Chư Tôn Đức hãy luôn vì sự nghiệp hoàng dương, đạo Pháp, vì sự phát triển của Phật giáo, lấy giáo Pháp của Đức Phật làm kim chỉ nam, dẫn đường và hành đạo, thực hiện tốt trách nhiệm của vị sứ giả như Lai. Dịp này, dưới sự chứng minh hộ trì của mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, cùng với sự thành tâm chú nguyện của Chư Tôn Đức Tăng Ni, Ban Tổ chức Trường Hạ Chùa Hội Chiếu đã long trọng tổ chức nghi lễ bông hồng cải áo nghi lễ đậm đà tinh thần hiếu đạo tinh thần cội nguồn tinh thần tri ân và báo ân dịp để tất cả mọi người cùng lắng lòng cầu nguyện tưởng nhớ công ơn hai đấng sinh thành dưỡng dục